Cách để xóa tập tin sử dụng câu lệnh Command Prompt. Đây là bài viết hướng dẫn bạn để xóa tập tin trên máy tính bằng cách sử dụng câu lệnh trong Command Prompt. Phương pháp 1. Chuẩn bị trước khi xóa tập tin. 1. Tìm tập tin. Nếu biết tập tin được lưu ở đâu, bạn chỉ cần mở thư mục chứa tập tin. Ví dụ, nếu muốn xóa ảnh hoặc tập tin văn bản, bạn sẽ tìm đến thư mục Document mặc định, thường là nơi lưu loại tập tin kể trên. Nếu bạn không biết tập tin được lưu ở đâu, hãy nhập tên tập tin vào thanh tìm kiếm Start, rồi nhấp phải vào tập tin khi bạn thấy nó hiển thị. Tiếp tục nhấp vào Open File Location, mở thư mục lưu tập tin để được đưa thẳng đến nơi lưu tập tin. 2. Nhấp và kéo tập tin sang màn hình máy tính. Thao tác này sẽ làm cho quá trình xóa tập tin trở nên dễ dàng hơn vì bạn không phải đổi tên thư mục chứa tập tin cần xóa trong Command Prompt. Nguyên tắc này chỉ có một ngoại lệ là khi bạn cố gắng xóa tập tin từ thư mục System 32, thư mục tập tin hệ thống của Windows. Trong trường hợp này, bạn sẽ không di chuyển tập tin. 3. Nhấp phải vào tập tin. Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện một danh sách lựa chọn. 4. Nhấp vào Properties, thuộc tính ở cuối trình đơn đang hiển thị. 5. Xem phần mở rộng của tập tin. Phần mở rộng của tập tin hiển thị ở gần phía trên thẻ General chung trong cửa sổ Properties. Bên phải dòng thông tin Type of File, loại tập tin. Bạn cần biết phần mở rộng của tập tin để có thể xóa tập tin đó ở trong Command Prompt. Sau đây là một vài phần mở rộng quen thuộc. .txt, tập tin văn bản được lập trên Notepad. .doc, tập tin Microsoft Word. .jpg, .png, tập tin hình ảnh. .mov, .wmv, .mp4, tập tin video. .mp3, .wav, tập tin hình ảnh. .ese, tập tin thực thi, chẳng hạn như tập tin cài đặt. .lnk, tập tin shortcut. Việc xóa shortcut của một chương trình sẽ không gỡ chương trình đó khỏi máy tính. 6. Viết lại phần mở rộng. Sau khi biết phần mở rộng, bạn đã sẵn sàng để mở và sử dụng Command Prompt. Phương pháp 2. Xóa tập tin bằng Command Prompt. 1. Mở Command Prompt. Trong trường hợp này, bạn cần tránh sử dụng phiên bản Administrator, quản trị viên viết tắt là Admin của Command Prompt. Chỉ khi bạn muốn xóa tập tin trong thư mục System 32, bạn có thể mở Command Prompt bằng nhiều cách tùy thuộc vào hệ điều hành Windows đang sử dụng. Giữ phím Win và ấn X, rồi nhấp vào Command Prompt ở phía trên nút Start, nhấp phải vào nút Start ở bên dưới góc trái màn hình, sau đó nhấp vào Command Prompt trong cửa sổ đang hiển thị. Nhập Command Prompt vào thanh tìm kiếm của trình đơn Start. Đối với Windows 8, bạn sẽ di chuyển con trỏ chuột đến góc phía trên bên phải màn hình và nhấp vào biểu tượng kính lúp, rồi nhấp vào biểu tượng Command Prompt khi bạn thấy nó xuất hiện trên màn hình. Mở ứng dụng Run từ trình đơn Start, rồi nhập CMD và nhấp vào OK. 2. Nhập CD Desktop và nhấn Enter. Thao tác này sẽ đổi vị trí hoặc Directory thư mục trong Command Prompt thành thư mục màn hình máy tính. Bạn có thể thực hiện nhiều cách khác để thay đổi tên trong thư mục Command Prompt nếu cần. Việc mở Command Prompt ở chế độ Administrator, người quản trị sẽ đổi thư mục thành tập tin System 32. Vì vậy, bạn không nên mở Command Prompt ở chế độ Administrator, trừ khi tập tin của bạn được lưu trong thư mục System 32. 3. Nhập DL, filename.filetype. Thay filename.filetype bằng tên và phần mở rộng của tập tin mà bạn muốn xóa. Ví dụ, nếu tập tin ảnh có tên iCream, bạn sẽ nhập lệnh iCream.png. Nếu tập tin văn bản có tên notes, lệnh của bạn sẽ là notes.txt. Đối với tên tập tin có khoảng trắng, bạn sẽ đặt tên tập tin trong dấu ngoặc kép iLightStore.jpg. Thay vì i-line-total.jpg để xóa tất cả tập tin có cùng phần mở rộng trên màn hình máy tính, chẳng hạn như tất cả tập tin văn bản, bạn sẽ nhập sao.filetype với filetype là phần mở rộng của tập tin, ví dụ sao.txt. 4. Ấn Enter, bạn sẽ thấy một dòng mới trong Command Prompt.
Bây giờ thì tập tin của bạn đã được xóa. Vì lệnh delete trực tiếp xóa tập tin khỏi ổ cứng, vì vậy bạn không cần xóa tập tin trong thùng rác một lần nữa. Lời khuyên, bạn nên dùng chương trình quản lý tập tin của hệ thống để xóa tập tin và chỉ dùng command prompt khi cần xóa tập tin đòi hỏi tác động mạnh mẽ hơn. Cảnh báo, nếu bạn xóa dù chỉ là một tập tin hệ thống, máy tính có thể dừng hoạt động. Việc dùng command prompt để xóa tập tin sẽ không chuyển tập tin vào thùng rác.